Mẫu xe SUV Toyota J4 là dòng xe vốn được ưa chuộng ở thời điểm cách đây hơn 10 năm, trong giai đoạn 2007-2008, dòng xe J4 thế hệ thứ 3 được giới nhập khẩu xe tư nhân, đưa về nước khá nhiều cùng với dòng xe khác của Toyota như Camry, Venza, Sienna hay Highlander. Ở thời điểm đó, trên thị trường Việt có rất sự lựa chọn SUV 5 chỗ và Toyota J4 nhập Mỹ, trở thành một lựa chọn dành cho những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, yêu thích xài xe nhập. Tuy nhiên, những năm về sau vì những chính sách thay đổi về thuế đánh lên xe nhập khẩu, đã trở thành một trở ngại đối với dòng xe phổ thông nhập Mỹ như Toyota J4 hay Camry. Thị trường xe trong nước có nhiều lựa chọn xe hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế mới của J4 thế hệ thứ 4 không còn tròn trịa, mang vóc dáng nam tính như đời trước khiến nó không còn hợp nhãn với số đông khách hàng Việt. Hiện tại, vẫn có những chiếc Toyota J4 thế hệ mới được đưa về nước, nhưng giá bán từ 2 đến 2,5 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp đã tiệm cận tầm giá của xe SUV hạng sang như Mercedes-Benz GLC, khiến dòng xe J4 trở nên xa xỉ hơn đối với số đông người dùng. Nếu yêu thích dòng J4, khách hàng có thể tìm đến J4 thế hệ thứ 4 đã qua sử dụng đang được chào bán trên thị trường. Đơn cử, chiếc Toyota J4 đời 2014 bản XLE này là một gợi ý dành cho khách hàng Việt muốn chơi J4 hàng hiếm. Giá xe Toyota J4 2014 này đang được chủ nhân chào bán 1,050 tỷ đồng, tức đắt hơn cả một chiếc Honda CR-V đời mới phiên bản G đang có giá bán 1,048 tỷ đồng. Mặc dù rẻ hơn gần một nửa so với J4 đời 2020 mới, nhưng giá bán ngoài 1 tỷ đồng cho J4 đời cũ, thì không phải ai cũng dám chơi, vì tầm giá này người mua dư sức lựa chọn xe mới cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5, MG-HS hay Hyundai Tucson. Toyota J4 đời 2014 phiên bản này sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 176 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 233 Nm đạt được tại 4.100 vòng trên phút. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh AVKD từ bản XLE trở lên thông qua hộp số tự động 6 cấp, 6AT, có chế độ xăng số tuần tự, đi kèm với 3 chế độ lái khác nhau gồm Sport, Eco và Normal. Phiên bản J4 XLE cao cấp được trang bị khá nhiều đồ chơi, như vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số và cruiser control có tính năng dạng giọng nói, ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng có hỗ trợ thắt lưng, trình độ cao và nhớ vị trí, gương chiếu hậu chống chói, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước, xe đi kèm trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, CD, 6 loa, màn hình giải trí trung tâm và hơn nữa. Là một mẫu xe nhập Mỹ, J4 đời 2014 là mẫu xe có tiêu chuẩn an toàn cao với 8 túi khí, neo ghế bảo vệ trẻ em, cảnh báo trạch làn đường và giám sát điểm mù. Bên cạnh các công nghệ an toàn chủ động như chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo chủ động,